Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bão số 3 Siamba sẽ gây ảnh hưởng gì đến Cáp Nhĩ Tân? Vào lúc 16 giờ ngày hôm qua, Chi cục Thủy lợi thành phố đã tổ chức một cuộc họp về công tác phòng chống lũ lụt. Cuộc họp đã nghe các sở khí tượng thủy văn về lượng mưa và hiện trạng nước sông của thành phố kể từ mưa lũ, đồng thời phân tích, đánh giá tác động của cơn bão số 3 Siamba đến lượng mưa và xu hướng ngập lụt của thành phố. Cuộc họp đã sắp xếp công tác phòng tránh và ứng phó với lượng mưa lớn. Thông báo từ Cục Khí tượng thành phố kể đợt mùa lũ, lượng mưa trung bình của thành phố là 129,9mm, nhiều hơn 10,7% so với cùng kỳ năm trước là 117,3mm. Trong đó, Đạo Lý, Song Thành, Phương Chính và Tùng Bắc tăng 24,8% đến 70,1% so với cùng kỳ năm trước. Y Lan, Hồ Lan, Mộc Lan và Hương Phường ghi nhận lượng mưa ít hơn 6 đến 25% so với cùng kỳ năm trước. Các huyện, quận, thành phố khác so với cùng kỳ năm trước tăng hơn 3 đến 15%. Thông báo từ chi nhánh Cáp Nhĩ Tân của Trung tâm Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh. 1. Điều kiện nước đầu nguồn. Hiện tại, tình hình nước sông Nam Giang ổn định, sông Tùng Hoa thứ hai là sông có lượng nước lớn. Mực nước của trạm Nam Giang là 136,66m, thấp hơn 0,04m so với ngày hôm trước, thấp hơn mực nước cảnh báo 3,34m và tốc độ dòng chảy là 990m/giây. Mực nước của trạm Đại Lải là 128,46m, cao hơn ngày hôm trước 0,18m và thấp hơn mực nước cảnh báo 3,28m. Mực nước của sông Tùng Hoa hôm thứ Hai là 132,89m, tăng 0,18m so với ngày trước và thấp hơn 0,67m so với mực nước cảnh báo và tốc độ dòng chảy là 2.120m/giây. Mực nước của trạm Cáp Nhĩ Tân trên sông Tùng Hoa là 138,59m, tăng 0,34m so với ngày trước đó, thấp hơn 1,31m so với mực nước cảnh báo và lưu lượng 760m/giây. 2. Mực nước của sông. Bị ảnh hưởng bởi dòng nước thượng nguồn, mực nước dòng chảy chính sông Tùng Hoa có xu hướng tăng lên. Mực nước các sông khác nhìn chung có xu hướng giảm, thấp hơn mực nước cảnh báo từ 0,65 đến 4,05 mét. So với mực nước cùng kỳ qua các năm, dòng chính sông Tùng Hoa cao hơn 0,39 đến 1,82 mét. Sông Chu Hà, Bắc Bắc và Mậu Đơn Giang cao hơn 0,03 đến 1,82 mét. Thượng nguồn sông Hắc Long Giang, sông Nộn Giang và sông Tùy Phân Hà thấp hơn 0,05 đến 0,4 mét. 3. Bể chứa nước. Mực nước của hồ Niệu ở thượng lưu sông Nộn Giang là 206,61m, thấp hơn mực nước giới hạn lũ là 6,76m, dung tích chứa là 2,7 tỷ mét khối, chiếm 31,4% tổng dung tích. Mực nước của hồ sông Hua thứ hai là 256,36m, thấp hơn mực nước giới hạn lũ 4,14m, dung tích chứa nước là 5,578 tỷ mét khối, chiếm 53,8% tổng dung tích. 253 hồ chứa trên địa bàn thành phố đều đang vận hành dưới mực nước hạn lũ. Kết hợp với phân tích của Cục Khí tượng Thủy văn, kết luận của cuộc hội chẩn như sau. 1. Phân tích mưa. Bị ảnh hưởng bởi sự tương tác giữa rãnh tây và hoàn lưu bão suy yếu, thời tiết mưa nhiều ở thành phố của chúng ta sẽ xảy ra những ngày gần đây và thời gian mưa chính sẽ từ đêm nay đến ngày mai. Lượng mưa dự kiến ở khu vực đô thị chính, các quận có mưa lớn, lượng mưa từ 30 đến 50mm, mưa lớn cục bộ với lượng mưa từ 50 đến 80mm và mưa rất lớn với lượng mưa từ 100 đến 120mm. Tại các thị trấn riêng lẻ, các quận, huyện, thành phố khác có mưa nhẹ đến mưa vừa, lượng mưa từ 5 đến 20mm, cường độ mưa mỗi giờ lớn nhất là 40 đến 50mm. Lượng mưa đi kèm với thời tiết đối lưu mạnh như mưa to trong thời gian ngắn, dông, gió giật mạnh và mưa đá, với gió giật tối đa cấp 7-8. 2. Phân tích thủy văn gần đây. Do bị ảnh hưởng bởi dòng chảy từ thượng nguồn đổ về, dòng chảy chính của sông Tùng Hoa phía trên Cáp Nhĩ Tân sẽ tăng lên trong những ngày tới. Hàm lượng nước trong đất của lưu vực sông gần như bão hòa. Mặc dù các sông chính và phụ lưu đang trong thời kỳ rút lui, nhưng mực nước vẫn cao.
nếu có mưa lớn lũ lụt có thể xảy ra và các sông hoặc đoạn sông riêng lẻ có thể vượt qua cảnh báo mực nước. 3. Đề xuất về kiểm soát lũ lụt. Một là thảm họa lũ lụt. Đợt mưa này tập trung ở khu vực trung tâm và phía tây thành phố, nguy cơ xảy ra các tai biến địa chất như lốc xoáy, lũ quét ở vùng núi và bán sơn địa tăng cao, có thể gây ra lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ, hồ chứa, ao và đập. Các bộ phận liên quan cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thứ hai là thời tiết đối lưu mạnh. Lượng mưa kèm theo mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, dông lốc, gió giật mạnh, mưa đá và các thời tiết đối lưu mạnh khác. Các đoạn đường nằm trong thành phố và thực hiện tốt nhiệm vụ an toàn đô thị và quản lý đất nông nghiệp. Thứ ba, các sông vừa và nhỏ đang dâng, tập trung vào mực nước tương đối lớn của các sông vừa và nhỏ, đặc biệt là các sông chính và phụ lưu có thể do mưa lớn gây ra. Cuộc họp đưa ra các yêu cầu sau. Trước tiên, chúng ta thực hiện trách nhiệm chống lũ. Thực hiện nghiêm túc tình hình mưa lũ và mệnh lệnh, tiền tuyến là hậu phương, người có trách nhiệm các cấp làm trước. Nội dung nhiệm vụ, yêu cầu trách nhiệm sẽ được chuẩn bị và triển khai chặt chẽ để củng cố mục tiêu phòng chống mưa lũ. Thứ hai, chúng ta phải tăng cường phòng thủ đường sông. Cần tăng cường phòng chống lũ cho các sông vừa và nhỏ, thực hiện từng biện pháp phòng chống lũ, tăng tần suất kiểm tra đê điều, chuẩn bị trước đầy đủ vật liệu, đất đắp cho các đoạn dễ bị tổn thương như các đoạn nguy hiểm, cửa cống và chuẩn bị cho việc theo dõi, dự báo và cảnh báo sớm, phát quang chướng ngại vật lũ lụt và các đội vật tư ứng cứu khẩn cấp, đặc biệt cần làm tốt công tác di chuyển, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dòng sông không có kè bảo vệ và với đặc thù là dốc lên xuống để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thứ ba là tăng cường lập lịch hồ chứa, thực hiện nghiêm túc quy hoạch kế hoạch vận hành hồ chứa trong mùa lũ, nghiêm cấm vận hành vượt mức nước hạ lũ khi chưa được phép, không được phép can thiệp của con người vào việc lập kế hoạch hồ chứa, cần tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin chung giữa các bộ phận khí tượng thủy văn, tận dụng các dự báo khí tượng, mưa ngắn hạn, cận hạn, kết hợp điều kiện thực tế của các hồ chứa với nhiệm vụ chống lũ, phương thức xả lũ và điều kiện vận hành của dự án, tham khảo các hồ chứa vừa và lớn do Chi cục Thủy lợi tỉnh ban hành. Dựa trên kết quả phân tích lưu lượng, hồ chứa sẽ được xả trước để phát huy hết tác dụng, khả năng điều tiết và tích trữ của hồ chứa và lợi ích của việc kiểm soát lũ lụt. Thứ tư, chúng ta phải làm tốt công tác phòng chống lũ quét, cần dựa vào hệ thống giám sát và cảnh báo sớm thiên tai lũ lụt trên núi, thiết lập một số cơ chế ứng phó dựa trên thông tin và kỹ thuật số, theo dõi chặt chẽ những thay đổi về điều kiện mưa và điều kiện nước ở thượng nguồn và hạ lưu, bờ trái và bờ phải, và tiếp tục đơn giản hóa quá trình đẩy mạnh việc phát hành và phổ biến thông tin cảnh báo sớm, gọi người có trách nhiệm trong thời gian ngắn nhất có thể, quyết liệt tổ chức điều chuyển để tránh nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho nhân viên trong khu vực nguy hiểm. Thứ năm, chúng ta phải nâng cao khả năng ứng phó khẩn cấp, tăng cường hơn nữa lực lượng chuyên nghiệp về phòng chống lụt bão và ứng cứu khẩn cấp, hoàn thiện kế hoạch công tác triển khai các biện pháp ứng phó chi tiết, tăng cường diễn tập khẩn cấp, chỉ huy và điều động, tăng cường nghiên cứu, phán đoán rủi ro và công tác chuẩn bị, bổ sung kịp thời trang thiết bị vật tư cứu trợ thiên tai và duy trì chiến đấu thực tế mọi lúc. Tăng cường công tác phòng chống úng ngập đô thị, cần cử cán bộ đặc biệt canh gác các điểm dễ bị úng như các khu vực trũng thấp và các không gian ngầm để đảm bảo an toàn bằng cách đẩy nhanh tốc độ thoát nước và tổ chức các tuyến giao thông để đảm bảo thành phố hoạt động bình thường. Thứ sáu, nghiêm túc trong thi hành công vụ. Kỷ luật thi hành công vụ nghiêm túc, thực hiện nghiêm túc chế độ lãnh đạo trực ban 24/24 giờ, chú ý sâu sát các khu vực trọng điểm như hồ chứa nước, sông ngòi, vùng núi lũ, các điểm trũng thấp, ngập lụt, tăng cường thông tin, báo cáo tình hình mưa, lũ, thiên tai và có biện pháp đối phó kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, phải chịu trách nhiệm nghiêm theo quy định. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, dưới ảnh hưởng của bão Siamba, một vùng rộng lớn của quận Bombay đã hứng chịu mưa lớn dưới sự triển khai và chỉ huy của Phó Chánh án quận kiêm Giám đốc Sở Công an Liang Xiumeng. Công an nhân dân và cảnh sát phụ trợ tích cực tham gia cứu trợ lũ lụt, thiên tai, bão lụt, dũng cảm xông pha chiến đấu trên tuyến đầu cứu hộ cứu nạn. Và sáng qua, khi một đám đông người dân ở làng Đại Đồng, thị trấn Song Giang điều khiển xe đạp điện qua đoạn đường bên sông Song Giang, họ đã vô tình lao xe vào dòng nước lũ chảy xiết, bị treo trên cây ở hạ lưu sông và tình hình rất nguy cấp. Sau khi nguy hiểm xảy ra, sở cảnh sát đã ngay lập tức tổ chức cảnh sát đưa áo phao
phao cứu sinh, dây cứu sinh và các thiết bị liên quan khác đến hiện trường để giải cứu họ. Tại hiện trường cơn lũ dữ như đại dương mênh mông, một người đàn ông ôm cây to trong lũ cách bờ khoảng 100 mét, có người nguy hiểm, có nguy cơ bị lũ cuốn trôi bất cứ lúc nào. Những người trên bờ cũng rất lo lắng và không thể giải cứu được. Trong khi sơ tán những người đang xem đến khu vực an toàn, cảnh sát đã gọi người đàn ông chết đuối đến để xoa dịu cảm xúc và bảo anh ta ôm chặt cây để tránh bị lũ cuốn trôi. Jang, một cảnh sát phụ với kỹ năng dưới nước tốt hơn, và Dai Yongke, một cán bộ cộng đồng, ngay lập tức cởi áo khoác, mặc áo phao, thắt dây cứu sinh và đeo vòng bơi. Ở giữa sông, sau khi kéo được người đàn ông đuối nước, anh ta đã được cứu thành công trong khoảng 10 phút với sự chung sức của lực lượng công an, cán bộ cộng đồng và quần chúng nhân dân trên bờ. Hiện tại, người đàn ông đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Sở cảnh sát sông Giang đã điều động cảnh sát và bộ phận khẩn cấp để giải cứu các nhân viên bị mắc kẹt trong một nhà máy xử lý nước thải do lũ lụt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.